này thiện hiện các đại bồ tát cần phải chẳng tư duy nhãn xúc cũng chẳng tư duy nhĩ tĩ thể thân ý xúc mới đủ khả năng tu các hạnh đại bồ tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện các đại bồ tát cần phải chẳng tư duy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng tư duy các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra mới đủ khả năng tu các hạnh đại bồ tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện các đại bồ tát cần phải chẳng tư duy địa giới cũng chẳng tư duy thủy hỏa phong không thức giới mới đủ khả năng tu các hạnh đại bồ tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện các đại bồ tát cần phải chẳng tư duy vô minh cũng chẳng tư duy hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não mới đủ khả năng tu các hạnh đại bồ tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện các đại bồ tát cần phải chẳng tư duy bố thí ba la mật đa cũng chẳng tư duy tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mới đủ khả năng tu các hạnh đại bồ tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện các đại bồ tát cần phải chẳng tư duy pháp không nội cũng chẳng tư duy pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh mới đủ khả năng tu các hạnh đại bồ tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy chân như, cũng chẳng tư duy pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy thánh đế khổ, cũng chẳng tư duy thánh đế tập diệt đạo mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy bốn tịnh lự, cũng chẳng tư duy bốn vô lượng, bốn định vô sắc mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy tám giải thoát, cũng chẳng tư duy tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.